Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên độ ẩm trong 2 ngày tới tại khu vực Bắc Bộ sẽ tăng lên đáng kể. Về đêm và sáng, hiện tượng sương mù dày sẽ xuất hiện nhiều nơi khiến cho tầm nhìn suy giảm nên quý vị và các bạn cần hết sức thận trọng khi lưu thông. Mưa không xảy ra nhiều, có chăng là mưa nhỏ vài nơi tại vùng núi và ven biển về đêm và sáng. Nên nhiệt độ vẫn giữ ở mức cao so với những ngày đầu đông, với nhiệt độ thấp nhất trong 2 ngày tới sẽ tăng lên mức từ 16 cho đến 19 độ, cao nhất ngày sẽ là từ 25 cho đến 27 độ trong ngày mai và giảm nhẹ khoảng 1 độ trong ngày 13 tháng 12 do trời nhiều mây hơn. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, trong khoảng đêm ngày 13 sang ngày 14 tháng 12, tức là ngày thứ tư giữa tuần sau, thời tiết tại miền Bắc sẽ có những chuyển biến đáng kể. Do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới, gió trên đất liền sẽ mạnh lên cấp 3, vùng ven biển từ cấp 4 cho đến cấp 5. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, cùng với nền nhiệt độ giảm dần, trời chuyển rét từ ngày 14. Xuôi xuống khu vực Trung Bộ, sau 2 ngày tạm thời giảm mưa thì đến sáng nay, những cơn mưa rào đã quay trở lại khu vực từ Huế trở vào cho đến Bình Thuận. Dự báo trong 3 ngày tới, mưa dông tiếp tục xảy ra nhiều nơi tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, đặc biệt là từ ngày 14 tháng 12, kết hợp thêm với sự hoạt động mạnh dần của đới gió Đông Bắc, cho nên nhiều nơi từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Dự báo đợt mưa lớn lần này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 16 tháng 12. Người dân sinh sống trên khu vực cần hết sức cảnh giác với khả năng có lũ lên lại trên hệ thống các sông, sạt lở đất và ngập lụt ở những vùng trũng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực. Do mưa tăng nên nền nhiệt tại các khu vực này giảm xuống mức 25 cho đến 26 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi. Còn các tỉnh Nam Trung Bộ từ Bình Định cho đến Bình Thuận có nền nhiệt độ cao hơn nhưng cũng chỉ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Trong khi đó, thời tiết đáng chú ý trong hôm nay và 2 ngày sắp tới sẽ là các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp dịch chuyển về phía Tây Tây Bắc, từ chiều tối nay đến hết ngày 13 tháng 12, ở Nam Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến cả đợt là từ 100 cho đến 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đặc biệt là vùng ven biển của Nam Bộ còn có mưa dông mạnh mẽ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm, cho nên không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Trời nhiều mây có mưa, cho nên nền nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm. Trưa chiều những ngày tới chỉ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ là phổ biến. Các tỉnh Tây Nguyên thì thời tiết ổn định hơn, mưa rào chỉ xảy ra ở vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 25 cho đến 27 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh, cho nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, nên ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Như vậy là từ đêm ngày 13 sang ngày 14 tháng 12, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới, trời rét hơn. Mưa tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ sẽ tăng trở lại. Từ ngày 14 tháng 12, nhiều nơi từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng có tô lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.